Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn món kho quẹt ngon. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đây là vàng nước. Cách làm kho quẹt ngon. Tôm khô. Ít tôm khô, thịt, dầu ăn và gia vị, nước mắm, đường, hạt tiêu, ớt, hành tím, hành, chảo. Đầu tiên phải đun nước nóng trước. Trong lúc đưa nước mắm thì mình sẽ đun thêm nước. Chà, ra nào. Tám muỗng nước mắm. Bốn muỗng đường. Bốn muỗng đường. Rau phải dự định là luôn cây rồi không có thể nào phải đốt
đâu. Nước sôi rồi thì bắt đầu cho tôi không canh thì chỉ được mà. Xào thịt tí bây giờ lấy cái này đun đậu tương trong đậu tương thì mình đã tiến hành. Alo, ở đâu cơ? Ok. Thế đi làm rau, hành, món này cần rất nhiều hành. Bạn ớt
trước bãi cơm trước hết. Nhưng nhiều khi thấy họ cứ ra làm việc tà tà, chờ đến giờ cơm rượu cho xong việc. Anh em lính ta thấy vậy mới ngứa nghề, bèn đề nghị với ban chỉ huy của đại đội đưa vấn đề tham gia cấy lúa giúp dân vào công tác dân vận để anh em có điều kiện biểu diễn cho dân ca thấy được trình độ làm nông của dân Việt Nam mình. Đề nghị của anh em là khá bất ngờ với ban chỉ huy, nhưng ngẫm cho kỹ thì thấy lại cũng rất hợp lý. Có điều từ trước đến giờ ở biên giới chỉ toàn rừng rậm, ban chỉ huy nào có thấy anh em làm lúa bao giờ đâu. Còn tôi thì vốn là dân thành phố, không rành mấy cái vụ cấy hái này lắm, cứ sợ anh em mình giúp họ mà lỡ làm không ra gì, hư lúa của dân rồi lại mang tiếng nữa thì kỳ lắm. Băn khoăn là vậy, nhưng dù sao đây cũng là một phương án khá hay, không chỉ có lợi cho công tác dân vận mà còn góp phần vào việc quản lý quân số. Bởi lúc bấy giờ việc tác chiến cũng không nhiều, nên hàng ngày ngoài những mặt công tác đơn vị phân công, do quân số đông nên anh em có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu được đưa một phần quân số vào giúp dân cũng đỡ nhiều về mặt quản lý. Sau khi cân nhắc, tôi đồng ý với đề nghị của anh em. Và để thực hiện, đơn vị chọn một đồng chí là cán bộ trung đội quê gốc ở An Giang làm nhiệm vụ phụ trách bộ phận làm lúa giúp dân cho kịp thời vụ. Hàng ngày chúng tôi tổ chức một tổ từ 3 đến 40 đồng chí bắt đầu đi vào giúp dân cấy lúa. Để làm đúng với tinh thần này, chúng tôi quán triệt coi như đây là một phần công tác của đơn vị, làm giúp dân nhiệt tình nhưng không được nhận bất kỳ hình thức bồi dưỡng nào. Và cũng thông tin để phía bạn không phải tổ chức cơm nước gì cho tốn kém. Buổi sáng sau khi cơm nước xong, bộ phận này ra đồng giúp dân, trưa chiều về đơn vị ăn cơm theo tiêu chuẩn. Bắt đầu là từ những gia đình có con em tham gia vào lực lượng dân quân, du kích, lực lượng vũ trang của phía bạn, các gia đình chính sách và cuối cùng là các gia đình neo đơn khó khăn trong phum. Nếu còn thời gian thì chúng tôi luân phiên giúp các gia đình khác. Quả thật là như dân bản lúc đó nhận xét, mặc dù đã cầm súng khá lâu nhưng khi vào việc hầu như không người dân nào có thể so sánh với tốc độ cấy lúa của rất nhiều anh em ta được. Trong một vài ngày đầu, chúng tôi đã giải quyết diện tích cho họ khá nhiều, tạo thành một sự cảm phục rất lớn trong dân Campuchia. Nhiều đồng chí lính ta năng lực cấy phải gấp mấy lần công của bạn. Trong một buổi sáng thôi, cả một diện tích rộng lớn đã được giải quyết xong. Thỉnh thoảng có sự thách đấu xảy ra với một lính ta và một thiếu nữ cấy giỏi của bạn, nhưng lần nào lính ta cũng chiến thắng. Điều mà người dân ở đây mừng nhất có lẽ không phải là xong phần diện tích, mà là vì họ không phải tốn kém thứ gì. Sau đó, đơn vị của chúng tôi còn nhân đà này phát động thêm các phong trào, phát quang đường đi, lối lại, rồi dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa giúp cho dân, đổ đầy nước các chum vại, chăm sóc, cắt tóc cho các trẻ em, rồi khám, điều trị bệnh và cả giảm tiêu chuẩn ăn, giúp đỡ những gia đình khó khăn khi giáp hạt. Nói tóm lại là lúc này, chúng tôi đã tạo ra một tiền đề khá tốt trong công tác giúp cho nhân dân của bạn, làm nên một sự tin tưởng rất tốt trong nhân dân, xây đắp được một mối hữu nghị mạnh mẽ. Công tác giúp dân là vậy, bọn địch thì đã bị đánh bật ra xa. Yêu cầu nhiệm vụ của từng đồng chí là phải cố gắng nhanh chóng học tiếng Campuchia để có thể tiếp xúc liên hệ với dân tốt hơn đang là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng cái vấn đề học tiếng cho tốt này lại làm nảy sinh ra một rắc rối mới, đó là tình cảm nam nữ, mà đây là một vấn đề cấm đối với quân tình nguyện Việt Nam. Và thú thực chắc cũng không ít trường hợp đã xảy ra, nhưng do kín đáo không ai biết. Tuy vậy, có một trường hợp ở đơn vị tôi xảy ra khá ồn ào, số là trong thời điểm mà đa số anh em trong đơn vị đang tham gia tác chiến tại khu vực Biển Hồ, thì đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội cối 60 tên là Cần, nhập ngũ năm 83, quê ở Hà Nam Ninh, đã bị anh em phát hiện là có mối quan hệ yêu đương với một thiếu nữ Campuchia. Đến khi hết chiến dịch Biển Hồ, quay về đơn vị thì tôi được anh em báo cáo. Khi gọi lên ban chỉ huy đại đội để làm việc, đồng chí Cần cũng hoàn toàn thừa nhận những gì đã xảy ra và sẵn sàng chấp nhận kỷ luật của đơn vị. Cũng xin được mở ngoặc nói thêm một chút về đồng chí Cần.
Đây là một đồng chí có cái dáng cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai. Đặc biệt là tính tình rất vui vẻ, hay làm và đồng chí làm rất giỏi nhiều công việc. Nhất là những chuyện về cấy hái, đan lát nên dân rất thương. Còn cô gái Campuchia cũng đang là một thiếu nữ mới lớn, nhìn khá đẹp và có vẻ hiền lành. Gia đình cũng thuộc dạng tốt ở trong phim. Có một điều lạ ở chỗ là không hiểu sao cả hai còn chưa dành tiếng tăm của nhau, vậy mà không hiểu hai đứa làm sao mà tỏ tình được, thế bị tài. Ghét của các người toàn là lừa đảo. Làm gì có chuyện một ngày tăng 200 cấp 3 ngày là có thể chuyển trước đánh đạo dư. Đối là anh, cái này là game MU phết mà. Game MU một thời đại chúng tôi có rất nhiều phúc lợi, tỷ lệ rơi đầu sinh rất cao, không bao giờ lừa đảo. Vào game là có quà khủng, nhập mã MU999 là nhận miễn phí các loại ngọc cường hóa và nguyên bảo, sau đó chọn pháp sư treo trong phòng luyện công để nhận XP gấp 10 lần, một đao giết một quái. Sau khi cho đồng chí Cần làm tường trình, tự kiểm điểm xong, thì ban chỉ huy liền cho mời đại diện của gia đình cô bé Campuchia lên để lấy ý kiến. Chuyên trò hỏi han một hồi, ông cha cô bé mới nói, đại ý là nếu đơn vị kỷ luật theo kiểu bắt đồng chí Cần phải lấy con gái ông ta làm vợ, thì ông ta đồng ý ngay. Còn kỷ luật mà cho đi tù, thì ông cũng không thưa kiện gì hết, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông còn bảo con ông thương ai thì ông cứ để cho nó thương, chứ ông không ngăn cản. Thiệt tình là trường hợp này không khác gì đánh đố. Dĩ nhiên nếu chiều theo điều lệ của quân đội thì buộc phải kỷ luật đồng chí Cần rồi. Nếu không muốn chuyện này thành một tiền lệ xấu cho anh em, khi mà theo quy định ta dứt khoát không chấp nhận mối quan hệ có tính vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng nếu để báo cáo về trên kỷ luật thì thật tình lúc bấy giờ ban chỉ huy cũng rất đau lòng, vì đồng chí Cần này từng là một chiến sĩ chiến đấu rất dũng cảm trong những ngày đơn vị khi còn ở Buôn Bét. Đến khi về đây cũng vậy, đồng chí vẫn biểu hiện tính chiến đấu rất cao và rất được anh em tin tưởng. Khi chúng tôi mở rộng dư luận ra hướng của dân thì dư luận của họ lại cũng rất đồng tình với hành động của đồng chí này. Thậm chí họ còn nói rằng nhà tôi nó lớn rồi, lấy nhau thì đâu có gì mà nghiêm trọng. Và cũng chính vì như thế mà ban chỉ huy cứ chần chừ mãi chưa vội báo cáo tình hình này lên cấp trên. Rất may đang lúc lúng túng còn chưa biết xử lý sao cho ổn thì tôi nhận được lệnh về chỉ huy đại đội 3. Khi còn chưa kịp bàn giao hết mọi việc lại cho hai đồng chí chỉ huy mới qua phép, rồi không lâu sau thì cả đơn vị nhận lệnh về Phung Chikaren, tức là đại đội 1 đấy. Từ thị trấn theo đường lộ đất về hướng biển Hồ khá xa, có tới hàng chục cây số. Còn nếu tính từ Thần Lo Ken đi vòng lên thị trấn rồi vào thì còn xa hơn, phải tầm gần 20 cây số. Phung Thần Lo Ken giao lại cho lực lượng dân quân của xã đội trưởng Mon đảm nhiệm, nên vụ việc này chắc cũng bị chìm xuồng. Thật là may quá. Sau này được nghe cô bé này cũng hay lên thăm Cần, và Cần cũng hay về phun cũ để thăm viếng lại, trong sự bao che đùm bọc của anh em trong đơn vị. Về tình hình khu vực lúc này thì sau chiến dịch Biển Hồ 1985, tình hình của ta và đặc biệt là chính quyền và nhân dân bản nhìn chung đã rất ổn định. Lúc này đại đội 1 chủ yếu là làm công tác củng cố và quản lý tốt quân số trong đại đội. Tình hình của bọn địch trong khu vực rất lặng yên, hầu như không có lần hoạt động nào vào thời điểm này, ta cũng không phát hiện được dấu vết gì của chúng. Chính quyền xã lúc này cũng mạnh lên trông thấy, nhất là lực lượng vũ trang. Từ chỗ họ mạnh lên hoạt động thật thường xuyên nên phía ta cũng ít phải tổ chức các đợt truy quét như lúc đầu mới đến nữa. Dân chúng thì bây giờ đã thực sự tin tưởng vào sự bảo vệ và giúp đỡ các mặt từ lính ta. Ban chỉ huy bắt đầu đưa ra nhiều chế độ sinh hoạt theo điều lệnh hơn, nhằm mục đích ghép anh em vào khuôn khổ để cán bộ các cấp dễ quản lý. Trọng tâm sau đợt công tác Biển Hồ là chúng tôi vận động nhân dân và chính quyền xây dựng cho được nhà làm việc cho ủy ban xã lúc đó. Bởi từ trước đến giờ không hiểu sao các xã khác thì có trụ sở ủy ban. Dù khi chúng tôi vừa về thì đa số các trụ sở này đã bị bọn Pốt đốt cháy hết, nhưng ở xã này thì lại không thấy có nhà ủy ban.
nên đồng chí chủ tịch xã không có một nơi nào để làm việc cố định. Có khi ngay cả ban chỉ huy của đại đội muốn tìm đồng chí này còn khó thấy. Cần phải có nhà làm việc cố định cho chính quyền của xã, vừa để có nơi cố định tiếp dân, vừa thể hiện được bộ mặt của chính quyền bản. Nghĩ là làm. Vị trí của nhà ủy ban được chọn ngay sát góc ngã ba đường vào thôn Tà Non Lục, tiếp giáp với trục lộ 6. Vị trí này khá trống trải, an toàn bởi được bao bọc bằng các trụ đổ bộ binh của ta chốt ở xung quanh. Người dân khi có việc gì cần liên hệ cũng rất tiện. Ngày khánh thành, dù quy mô không lớn nhưng cũng có đủ cờ hiệu, trang trí và một vài bộ bàn ghế cho dân ngồi khi ra lễ ủy ban. Đội trưởng Mon, xã đội trưởng thì có vẻ mừng lắm. Ra ngồi làm việc cả ngày không đi đâu, chỉ chưa đến tối lại dắt đám dân quân về cuối phun để chốt gác. Rồi sau này khi tôi nhận công tác ở một đơn vị với địa hình khác, nhưng vẫn theo dõi tin của anh, vì bởi lúc này tiếng tăm của anh đã bay xa ra ngoài khu vực đứng chân rồi. Chính quyền huyện cũng coi anh là nguồn phát triển, khi càng ngày càng uy tín, hiệu quả chỉ huy của anh một nâng cao. Vậy mà không ngờ, gần tới thời điểm ta rút quân, khi tôi được tập trung về trung đoàn làm công tác chuẩn bị, thì nghe tin anh đã mất. Xác định anh là một cái gai nhọn cần phải nhổ bỏ. Trong kế hoạch răn đe của mình, bọn Pốt liên tục có những hoạt động xung quanh khu vực đảm trách của anh. Để đối phó, hàng chiều anh vẫn tập trung lực lượng dân quân của mình lại xung quanh nhà để tổ chức phòng ngự. Trong một lần cài mìn phòng thủ, anh đã gặp rủi ro. Cha mà gặp con cha bị tắc, với 100% mặt ông nguy chết. Bị tắc. Đây là công tác của đơn vị tôi. Sau khi nhận nhiệm vụ về chỉ huy đại đội 3, được ít bữa thì tiểu đoàn thông báo tình hình đến các đơn vị. Theo đó, hướng của đại đội 2 và đại đội 3, tình hình bỗng trở nên nghiêm trọng. Ở hướng của đại đội 3 chốt giữ, bọn địch tổ chức đốt cầu từ Preston về hướng trung đội 1, đại đội 3 vào ban đêm. Khi lực lượng của ta cơ động đến nơi nổ súng đẩy đuổi, bọn chúng mới rút chạy. Còn đại đội 2 trong lần đầu tổ chức mạo phạm cả có, với lực lượng khoảng 40 đồng chí, được nửa đường thì bất ngờ chạm địch nổ súng dữ dội gần một tiếng đồng hồ. Chi viện lần thứ nhất bọn chúng vẫn chống cự quyết liệt, đến khi ta chi viện tiếp lần thứ hai bọn chúng mới phải rút lui, bỏ lại trận địa 4 xác cùng 4 súng. Tiểu đoàn xác định bây giờ đã có một lực lượng của bọn địch bắt đầu xuất hiện trên địa bàn phụ trách của hai đại đội này, thách thức toàn bộ lực lượng của ta đang đóng quân trong khu vực. Vài ngày sau thì đồng chí Lực là đại đội phó từ ngày còn ở Bôi Pét trả phép qua, và đồng chí Toàn, đại đội trưởng chính thức cũng đi phép trước khi tôi về thay ở Bôi Pét. Nghe nói đã đăng ký tại trạm 583, đang chờ xe qua để về đơn vị tiếp tục công tác. Linh cảm sắp xảy ra sự thay đổi gì đó trong nhiệm vụ của tôi cứ lớn dần, vì không thể cùng lúc qua hai đại đội trưởng trong cùng một đơn vị. Bây giờ đa số anh em trong đơn vị cũ của tôi, đại đội 1, đã phản ứng không được tích cực lắm với nguồn tin này. Anh em cho rằng, sau bao nhiêu công sức bỏ ra để chỉ huy đơn vị cho đến lúc này, cán bộ đại đội phải thụ hưởng, vì tình hình ở đại đội 1 lúc này là tốt nhất ở nhiều mặt. Còn nếu đưa tôi về bộ phận khác của tiểu đoàn, cũng là thiệt thòi cho tôi lúc này. Nghĩ mà cảm động trước tình cảm của anh em trong đơn vị. Chính sự gắn kết trong một thời gian dài cùng chịu đựng những vất vả và ác liệt đã tạo thành một tình cảm to lớn với nhau, nên anh em mới phát biểu như vậy. Còn đối với một sĩ quan chỉ huy như tôi, việc sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao là điều bắt buộc, dù đôi lúc cũng không thực sự yên lòng. Một buổi sáng sau đó không lâu thì đồng chí Tứ từ ban chỉ huy của tiểu đoàn xuống đại đội giao nhiệm vụ cho tôi, và tôi bàn giao đơn vị đại đội 1 để về đại đội 3 đại đội trưởng. Sau là ra nhiệm vụ mới, nhưng khi gặp đồng chí tiểu đoàn phó nói như tiểu đoàn viên, chứ không nặng tính áp đặt mệnh lệnh. Tao thấy mày nên về đại đội 3 phụ với thằng Chánh. Thằng Tờn đã được giải quyết cho đi phép, chỉ còn nó với thằng Trường, trong khi khu vực này bắt đầu rất căng. Nói ra những câu này,
Có lẽ đồng chí tiểu đoàn phó đã không hay là nó lại đúng với tâm lý của tôi. Bởi tôi và Tránh là hai thằng đồng cấp cùng đợt với nhau, ở chung cùng một tiểu đội ở quân trường, cùng qua Campuchia, cùng về một tiểu đoàn, chỉ có ở khác đại đội. Ngày trung đoàn 2 tổ chức cho rút quân, lính ở khu vực Tân Bình đã có vài thằng cùng đơn vị được về chính sách, còn có hai thằng tôi nhận nhiệm vụ ở lại. Trong số 180 tân binh bổ sung ngày đó, giờ nghe dưới nó khó khăn, không lẽ tôi không xuống? Vậy là chỉ kịp làm một cái lễ chia tay đơn sơ với đơn vị. Sau khi bàn giao lại cho đồng chí Lực xong, tôi lại khoác ba lô hành quân bộ về đại đội 3 nhận nhiệm vụ mới. Ngày đầu tiên vác ba lô lội bộ về thôn Tà No cũng là lần đầu tiên tôi xuống tới khu vực này kể từ khi tiểu đoàn về đứng chân ở đây. Do đặc điểm ban chỉ huy chỉ có mình tôi là phải chỉ huy tác chiến, mà thời gian đầu khi đơn vị tôi về đây đóng quân thì khu vực nào hầu như cũng có địch hoạt động, nên tiểu đoàn lúc bấy giờ gần như chia thành hai khu vực, từ Phum Tnoken về Phum Spentanot kéo dài theo hai hướng bắc nam là do đại đội 1 và tiểu đoàn bộ đảm nhiệm truy quét và xây dựng, nhưng lực lượng tác chiến chủ yếu là đại đội 1, thỉnh thoảng một vài khẩu đội hỏa lực của tiểu đoàn mới đi phối thuộc. Còn từ ngã ba Preston về tới địa giới Công Khung Thom vào sâu hai bên trục lộ 6 thì do đại đội 2 tăng cường thêm một cối 82 ly và một máy PRC-25, và đại đội 3 có tăng cường một DKZ-82 đảm nhiệm. Đại đội 3 chốt theo trục lộ 6 có trung đội 1 đóng ngay ngã ba đường vào phun Tròn Bọ, nằm cách ngã ba Preston khoảng 2 km. Đội hình bố trí 20 trục đường đi qua một cây cầu nhỏ về hướng Công Khung Thom gần 2 cây số, ngay ngã ba lộ 6 tiếp nối đường vào phun Lô Vinh Dư Dây Tặng Nguyên là ban chỉ huy của đại đội 3 cùng trung đội 2 đóng ở giữa. Liên tiếp chừng một cây số nữa là trung đội 3, rồi đến chốt cầu Tà Ông nằm cách trung đội 3 khoảng gần 2 cây số. Như vậy là đội hình của đại đội 3 trải ra dài nhất, dài theo dọc trục đường lộ 6 tới gần 6 cây số. Từ ngã ba ban chỉ huy của đại đội 3 theo trục đường lộ đất về hướng bắc, tức là hướng phương Lô Vinh Dư Dây Tằng Nguồn khoảng 3 cây số, là đội hình của đại đội 2 đóng quân thành một cụm cùng với đại đội 3 hình thành cụm chốt hình chữ T ngược theo trục lộ. Tính từ khi cả tiểu đoàn tôi về đây đứng chân thì mới tổ chức hợp đồng đánh vào khu Bản Lăng có một lần, nên tôi cho đến bây giờ vẫn chưa có điểm xuống khu vực của đại đội 2 và đại đội 3. Có một điều là từ đoàn cua cách ngã ba Preston khoảng gần 800 m, nơi có trục đường vào khu Bản Lăng theo hướng nam thẳng về phía trung đường 1 của đại đội 3 chừng gần 2 km lại bỏ ngỏ, không có đơn vị nào bọn ta chốt giữ, nên nhiều lúc khá mất an toàn, nhất là đoàn có cây cầu hay bị bọn phốt tổ chức ra đốt. Tôi không còn nhớ rõ lắm trên suốt tuyến của đại đội 3 giải quân có bao nhiêu phương theo trục. Trục đường nằm ở trên đó. Chúng tôi chỉ nhớ những địa danh chính như Thật Lo, Tà Ông mà thôi. Địa hình hai bên đường khá trống trải, chủ yếu là các ruộng lúa xen kẽ với vài đám thốt nốt và cây xanh. Phía trung đội 1, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa. Còn ngay khu vực của ban chỉ huy đại đội 3 có một ngôi trường cấp 1 khá lớn nằm ở hướng nam, đối diện với ngã 3. Từ ngã 3 đi vào đại đội 2 khoảng 300-400 m, có một ngôi chùa xây cất khá lớn. Ủy ban xã của bản nằm ở phía bắc đường sát với trục lộ về hướng đông của ban chỉ huy đại đội 3 chừng 200 m. Dân cư còn lại về hướng Công Khung Thom thì làm đủ các nghề, làm lúa, thốt nốt, đánh bắt cá biển hồ theo thời vụ. Nhưng đặc biệt nhất là dân ở khu vực của trung đội 3, toàn là dân làm nghề xẻ gỗ. Những cô gái ở đây rất khỏe mạnh, có thể quật ngã lính ta bằng một cú hốt. Đoàn từ ban chỉ huy của đại đội xuống tới Tà Ông về hướng bắc, hai bên đường cũng là ruộng lúa, nhưng sâu vào phía trong chừng 1 cây số là mí rừng
Nơi đây quản phốt thường tổ chức các toán nhỏ lẻ ra quan sát đồng tính của ta, sau đó tổ chức cắt đường theo hướng bắc nam dọc với địa giới của Siem Reap, công phung Tom cho các bạn qua lại. Chính quyền bàn thì ta cũng đang tìm cách xây dựng lại, ủy ban xã cũng đang trong giai đoạn phục hồi do trước đây bị phốt khống chế. Về trụ sở ủy ban thì đơn giản hơn, nhưng sự phân loại địch ta trong các cấp chính quyền thì chưa được chính xác lắm. Còn dân cư thì ai mạnh họ theo, đa số bọn họ không quan tâm đến chính trị lắm. Nhưng qua phân loại tạm thời, số gia đình có con em theo phốt cũng khá lớn, nhất là ở những phương xa đường. Không biết ai đã chọn vị trí đặt ban chỉ huy từ đầu. Đó là một ngôi nhà dân khá lớn nằm ở hướng nam đường. Trong nhà ngoài hai vợ chồng người chủ ra, chú ý nhất là người con gái của họ. Đó là một cô giáo dạy học tận thị trấn Chikaran, đã khá cứng tuổi, độ hơn 30 và vẫn chưa có gia đình. Lúc nào cũng mặc quần hai ống. Cô ta có thân hình khá thon thả và nước da khá trắng, chứ không đen đúa như đa số những cô gái ở đây. Nhưng mặc dù cô nàng này là cô giáo, nhưng cái sự lẳng lơ của cô ta khiến ngay từ những ngày đầu về đây, tôi tự nhiên đã thấy không thiện cảm lắm. Cứ muốn tìm cách rời ra đi chỗ khác để tránh mọi rắc rối về sau. Còn về ban chỉ huy của đại đội, lúc tôi về đây thì đồng chí Tờn đã đi phép. Bây giờ chỉ còn mỗi đồng chí Tránh, đồng hương của tôi, và đồng chí Trường quê ở Hải Hưng, nhập ngũ năm 78, là đại đội phó, bị bể sau đợt chỉ huy để mất cầu 20, thời đơn vị vẫn còn ở Mo Hưng. Do cả hai đồng chí này lại không hợp tính nhau, nên đồng chí Tránh bỏ xuống Tà Ông nằm mới chốt cầu, còn đồng chí Trường thì lại như một bản sao của đồng chí Tiền. Chỉ có điều đồng chí này đã báo cáo thẳng lên trung đoàn là không nhận nhiệm vụ và đang nằm chờ để giải quyết chính sách. Còn lính Tráng thì đa số là anh em chấp hành nhiệm vụ rất tốt. Chỉ có một vài dư luận về một tốp lính của ta thỉnh thoảng lại hay trốn xuống địa bàn công phung Tom làm bậy. Ngoài ra còn có trường hợp của đồng chí trung đội trưởng trung đội 2 tên là Miền, lính Hải Hưng, nhập ngũ năm 79, vốn trước đây là liên lạc của tiểu đoàn phấn đấu lên cán bộ trung đội. Nhưng đến khi trở thành cán bộ trung đội rồi thì lại trở nên tiêu cực, nhiệm vụ không nhận làm, cho về thì cũng không chịu. Những ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ ở đơn vị khác của tôi là như vậy đó, lại phải trăn trở và suy nghĩ làm lại từ đầu. Nhiều đêm liền, cứ tầm trời sập tối, tôi lại ra ngồi trục đường nhìn về hai đầu của nó. Chỉ thấy một màu tối đen, nhưng trong tư tưởng của tôi thì hiện lên rất nhiều câu hỏi khá dây dứt. Lại là chuyện gì trước, chuyện gì sau, phải giải quyết tất cả mọi vấn đề như thế nào cho có lợi nhất. Làm thằng chỉ huy hay lo nghĩ về nhiệm vụ của đơn vị, sinh mạng của bao nhiêu cán bộ chiến sĩ thuộc quyền, thật không phải là dễ. Ở cái chỗ này, ngoài những mối lo đó lại còn câu chuyện chính quyền, dân chúng của bạn nữa, nên để được thảnh thơi quả là rất khó. Khi điều tôi về nhận nhiệm vụ ở đại đội 3 thì phía tiểu đoàn cũng đã cho biết là lúc bấy giờ cả hai đại đội của chúng ta ở khu vực này đều đã chạm trúng. Có điều chỉ là bước đầu thăm dò lẫn nhau, chứ chưa thực sự nắm chắc cụ thể. Hướng bắc đường là hướng bọn chúng xuất hiện nhiều nhất. Qua anh em kể lại, hình thức của bọn chúng rất tự tin, chỉ chịu rút lui sau khi bị lực lượng của ta áp đảo, chứ không phải là cái kiểu bắn vài loạt đạn nhọn vu vơ, vài quả bê rồi tháo chạy như thông thường ta vẫn thấy. Trong chiến đấu, kinh nghiệm cho tôi thấy rằng bọn địch cứ chạm ta là bỏ chạy, lại chính là một tình huống khá nguy hiểm, bởi cứ lâu dần lính ta sẽ chủ quan.